Dạ, em xin chào tất cả các bác nha. Do là cái kênh cũ của em nó bị mới bị mất nên là em tạo cái kênh mới chia sẻ đến các bác cái kinh nghiệm với cách về chăn nuôi con lợn rừng. Đây, con lợn này của em nó đang có bầu được khoảng 2 tháng rưỡi, còn độ tháng nữa là nó đẻ. Cái dòng này nó là dòng lai Thái thôi, dòng nai thôi chứ không phải là dòng ép hay là dòng thuần chủng gì cả. Đây các bác nhìn nhá, bụng của cái con lợn bầu nó rất là to, nó to, nó xả xuống bụng như này là nó đã xuống bụng rồi, nên này nhìn nó rất là rõ. Các bác nhìn bụng của nó, khi mà con lợn nó sắp đẻ thì các bác nhìn cái đầu ti này của nó sẽ to, nó sẽ to lên và nó đỏ lên. Cái nầm sữa này, đây chỗ này, phần này nó là cái nầm sữa, nó sẽ phồng to hơn, nó sẽ phồng to lên, căng mọng này. Và cái hoa của nó cũng sẽ to đỏ như là kiểu như khi mà nó muốn đi đực đi lướt ấy, nó sẽ to đỏ lên. Bình thường là nó bé như này. Đấy, nhưng mà khi nó sắp đẻ nó sẽ to đỏ lên. Cho nên là em lấy đực là em không ghi ngày đâu. Em không cần ghi ngày nào đâu. Đến lúc nó sắp đẻ này em nhận biết qua những cái dấu hiệu nhận biết đơn giản như thế. Lồng rất kìa tốt rồi ạ. Và khi mà nó sắp đẻ, cái bụng này của nó cũng rất là to, rất là to, chứ nó không bé, không phải là bé bé như này. Rồi thì nó sẽ đến ngày đẻ thì nó sẽ cảm giác cả mổ, nó sẽ dẹp mổ, tìm chỗ nó dẹp mổ để nó đẻ. Và hơn nữa là khi mà nó đẻ nhá các bác nhá, khi mà đến ngày nó đẻ nhá, cái lầm sữa này nó căng này, khi nó nằm xuống ấy, thậm chí là có những con nó nhiều sữa là nó sẽ tự chảy ra cái chỗ nó nằm ấy, hoặc là mình bóp cái đầu ti nó này, nó sẽ ra sữa, bóp nhẹ là nó sẽ ra sữa, bóp nhẹ này là nó sẽ ra sữa ở cái đầu ti. Đấy là mấy cái dấu hiệu nhận biết mà con lợn nó sắp đẻ, nó đến ngày đẻ. Để mà các bác có trường hợp các bác quên ghi ngày ấy, thì các bác sẽ nhận biết được. Đấy, hôm nay em chia sẻ các bác một cái vấn đề nhỏ về con lợn sắp đẻ vậy thôi. Xin chào các bác nhé. Các bác xem video các bác ấn cho em xin một like, một lượt đăng ký. Cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video. Xin chào, hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo.